Xin chào, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp đua không nhôm sử dụng full một bộ group chuyển động Shimano Clarit, và cái mức giá em đang bán tại cửa hàng là 8,5 triệu cho một chiếc xe đạp cực kỳ đẹp, thương hiệu Meda, rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu nội địa của Đài Loan, rất có tiếng ở các thị trường nước ngoài rồi, thương hiệu Meda. Em về tông màu đỏ vàng, rất là thể thao, cực kỳ là trẻ trung. Với cái mức giá 8,5 triệu, các bác đã được một chiếc xe đạp cung nhôm này, thương hiệu tốt và bộ chuyển động Shimano Clarit, từ bộ đề này là 8 tầng lip và đạp đĩa, 2 tầng đĩa cho xe 16 độ khác nhau. Bộ đùi đạp cũng của Shimano Clarit luôn, vành là vành nhôm cao bản, nguyên zin. Là toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin chính hãng hết các bác nhé, 100% nguyên zin. Yên này, yên rất đẹp, cực kỳ mềm. Mây theo xe luôn này, mây này là bi côn, phanh 3 mảnh. Trên phần y lông thì được trang bị bộ tay lắc Clarit. Shimano Clarit 8 sợi bit này. Cái này là double là 2 tương ứng với 8 lip 2 đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Cái chân này cũng vành nhôm cao bản, nguyên zin theo xe. Chiếc xe này rất là phù hợp cho các bác mà đang muốn trải nghiệm từ những cái dòng touring đi phố sang dòng đua. Đấy, thì đây là một cái sự lựa chọn này, nó rất là tốt cho các bác muốn đổi gió để đi những chiếc xe đua. Và chúng sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp định khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 263 đến 72 73, thì phù hợp. Chuyển động còn rất là ngon luôn, từ trôi mượt mà. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.